Xin chào các bạn. Hôm trước thì có một cái trường hợp rất là đặc biệt khi mà có một bạn nhờ mình tư vấn mua điện thoại cho mẹ để chơi Liên Quân. Hôm nay thậm chí còn đặc biệt kinh khủng khiếp hơn nữa. Bạn này mua điện thoại cho ông chơi PUBG, đỉnh chưa? Bạn đặt trường này, có con nào tầm 5 triệu cấu hình mạnh pin châu không anh? Em mua cho ông em chơi PUBG. Quá đỉnh luôn. Nếu mà được thì bạn cho mình xin nickname của ông bạn nha. Để hôm nào ông rảnh thì mình nhảy dù chung phát. Ok, đôi chút vậy thôi. Không biết là ông bạn có chơi PUBG thật hay không, hay là bạn chém gió, nhưng mà cứ coi như là thật đi nha. Thì trong tầm giá khoảng 5 triệu để mà cấu hình mạnh nhất chơi PUBG thì mình thấy có chiếc Realme Q3S. Em nó sở con chip Snapdragon 778G, rất là bá đạo nha. Tuy chỉ là con chip đầu 7 thôi nhưng hiệu năng rất là ấn tượng. PUBG Mobile, marketing khỏi phải nghĩ. Mọi tựa game cơ bản đều sẽ không làm khó được chiếc Realme Q3S. Thậm chí là mình từng test với cả Genshin Impact thì chơi mức độ hạ thấp nhất máy sẽ được là khoảng 52 khung hình trên giây, rất là ok luôn. Pin của máy thì sẽ là 5000 này, sạc nhanh 30W, như vậy đã đủ cho với bạn chưa? Quá ok đấy chứ. Rồi, nhưng mà tất nhiên, làm gì có chuyện ngon bổ rẻ đúng không? Mức giá rẻ như vậy cộng với cả hiệu năng cao thì các bạn sẽ phải hy sinh một số thứ. Đầu tiên sẽ là về màn hình. Realme Q3S chỉ sử dụng tấm nền là IPS LCD mà thôi. Trong tầm giá 5 triệu nha. Với các hãng khác thì đã có thể là có AMOLED rồi. Tuy nhiên trong trường hợp này thì bạn mua cho ông của bạn đúng không? Thì mình tin là ông bạn sẽ không quá khắt khe về khoản là màn hình IPS hay là màn AMOLED đâu. Nhưng mà máy cũng sẽ có một điểm yếu nữa này, đó là sẽ chỉ có một loa mà thôi, không có hai loa stereo. Rất may là máy vẫn sẽ giữ lại giáp tai nghe 3.5mm cho bạn. Trường hợp mà ông bạn muốn chơi kiểu try hard ấy thì nên cắm tai nghe vào nhá, nghe tiếng động được cho sướng. Chúc ông bạn chơi PUBG vui vẻ. Chúng ta sẽ sang câu hỏi thứ hai, cũng liên quan đến PUBG Mobile. Bạn Anh Khoa Lê này. Anh ơi, tầm 2 đến 4 triệu mua điện thoại nào chơi PUBG Mobile mượt, học tập dùng tốt trong 2 năm. Mong anh trả lời, em cảm ơn. Ok bạn. Trong tầm giá từ 2 tới 4 triệu thì để mà chơi PUBG tốt ấy, nếu mà máy mới thì mình thấy là rất là khó. Máy cũ bạn sẽ có một hiệu năng ok hơn. Và trong tầm giá này thì mình sẽ có 3 sự lựa chọn nhá. Đầu tiên sẽ là chiếc LG V50 này, với hàng qua sử dụng thì mức giá sẽ chỉ khoảng 3 triệu mà thôi. Thứ hai sẽ là chiếc Samsung A90 5G, mức giá khoảng 3 triệu 9 tới gần 4 triệu, em này khá là đắt. Chiếc máy thứ ba sẽ là Redmi K20 Pro, mức giá khoảng từ 3 triệu rưỡi tới 3 triệu 9. Đặc điểm chung của cả ba chiếc máy này là đều sở hữu con chip Snapdragon 855. Với con chip này thì bạn chơi PUBG Mobile rất là ok, chơi 2 năm nữa thoải mái nha, thậm chí là 3 năm vẫn được. Với chiếc Redmi K20 Pro thì điểm nổi bật nhất của em nó sẽ là một cái màn hình full view luôn, Super AMOLED. Trải nghiệm hiển thị trên chiếc K20 Pro thực sự rất là phê, tại vì máy sử dụng cam selfie theo dạng là pop up đó. Bây giờ thì đa số là sẽ bỏ cái kiểu này rồi. Với cái màn full view này thì thực sự nhìn cái phần phía trên của chiếc K20 Pro ấy rất là ấn tượng luôn. Cái viền trên mỏng dính, nó cân đối với cả hai viền hai bên, nhìn rất là phê. Ngoại hình của chiếc K20 Pro theo mình thấy cũng rất là đẹp nha. Không biết các bạn thấy sao nhưng mà mình rất thích cái kiểu phong cách thiết kế này. Chứ còn bây giờ thì máy nào cũng như máy nào rồi, đều sẽ chuyển cái phần cụm cam sang bên trái của máy. Rồi, với chiếc Samsung A90 5G thì các bạn sẽ có một chiếc máy cảm giác cầm nắm cao cấp nhất trong cả ba. Màn hình của máy tuy chỉ là dạng giọt nước thôi, hơi lỗi thời một chút rồi, nhưng mà cái phần viền màn hình ấy cũng rất mỏng nha, nhìn rất là phê. Và chất lượng màn hình của Samsung thì mình tin là sẽ không khiến bạn thất vọng đâu. Chiếc Galaxy A90 5G sẽ là chiếc máy có pin trâu nhất trong cả ba, 4.500, còn hai em kia sẽ chỉ là 4.000 mà thôi. Camera của chiếc A90 5G thì theo mình thấy cũng là đỉnh nhất trong cả ba nhé. Rồi, tuy nhiên cả chiếc Samsung A90 5G và chiếc Redmi K20 Pro thì đều sẽ chỉ có một loa mà thôi, không có hai loa stereo. Đôi khi bạn chơi PUBG Mobile thì sẽ không được đã nhất đúng không? Thì khi này chiếc LG V50 rất là ok, em nó sẽ có hai loa stereo. Đặc biệt là độ phân giải màn hình của chiếc V50 thì rất là khủng luôn, lên tới là 2K các bạn nhé, cực kỳ nét. Đây cũng sẽ là tấm nền OLED này, chất lượng rất là ok. Hơi tiếc một chút, với cái tai thỏ thì chiếc LG V50 cảm giác nhìn nó sẽ không phải là tuyệt vời nhất. Khi chơi PUBG hay là xem phim thì đôi khi các bạn sẽ bị che bớt nội dung đi. Và theo quan điểm của mình thì tai thỏ cũng là một cái gì đấy mà hơi lạc hậu mất rồi. Pin của chiếc LG V50 thì cũng kém nhất trong cả ba nhá. Cũng là 4.000 giống với cả chiếc K20 Pro, nhưng mà sạc nhanh sẽ chỉ là 18W, còn chiếc K20 Pro sẽ là 27W. Ok, nói chung là trong ba chiếc máy này thì mỗi máy sẽ có điểm mạnh điểm yếu riêng. Tùy xem bạn thích chiếc máy nào thì lựa chọn nhá. Cả ba đều rất là đáng mua. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba của bạn Khánh Phạm Hoàng. Mọi người cho hỏi con điện thoại nào có chống rung cam xịn giá 4 triệu không ạ, mua cho phụ huynh. Hôm nay mọi người mua cho phụ huynh nhiều ghê ha, không biết là mua thật không hay là ok. Nếu mà trong tầm giá 4 triệu muốn có chống rung quang học OIS thì hơi khó nha. Theo mình thấy sẽ phải là máy cũ. Nếu mà bạn dùng Android thì ok nhất theo mình sẽ là chiếc LG V50. Em này tuy cam chính sẽ chỉ là 12 chấm mà thôi, nhưng mà cam chính này cộng với cả cam tele đều sẽ có OIS chống rung quang học. Và về bản chất thì đây sẽ là một chiếc flagship của LG, vậy nên OIS trên chiếc máy này rất là xịn sò nha. Nó sẽ không phải là cái OIS của những máy tầm trung bây giờ đâu.
Kết quả là chiếc LG V50 quay video rất là tốt, chống rung ngon, kể cả khi mình cố tình lắc máy hay là nhảy tương tương lên ấy, thì video cũng sẽ không bị xé hình này. Lúc chụp ảnh thì rất ít khi gặp tình trạng là ảnh bị nhòe do mình rung tay. Các trang bị khác của chiếc LG V50 thì như câu hỏi trước mình nói rồi, rất là ok. Màn hình 2K này, Snapdragon 855, pin thì 4000 gọi là đủ dùng. Ok, nhưng mà trong trường hợp phụ huynh của bạn không thích dùng Android mà chỉ dùng iPhone thì trong tầm giá này bạn sẽ có chiếc iPhone 7 Plus. Cam chính của máy cũng sẽ chỉ là 12 chấm mà thôi, nhưng đây là iPhone các bạn nhé. Thuật toán gọi là siêu đỉnh luôn. Cộng với cả OS xịn sò của Apple thì chiếc iPhone 7 Plus chụp ảnh hay là quay video đều sẽ ăn đứt các máy Android tầm giá này. Nhất là cái khoản quay video ấy, thì iPhone 7 Plus vượt trội hoàn toàn luôn. Tại vì với iPhone, video quay ra rất là ổn định, cực kỳ ít gặp cái tình trạng là bị drop FPS, trong khi với Android thì xảy ra rất là thường xuyên. Tuy nhiên khi mà bạn lựa chọn chiếc iPhone 7 Plus thì mình cũng cần bạn phải lưu ý, đây là một chiếc máy khá cũ rồi, cộng với cả iPhone, nó là một chiếc máy phổ biến, vậy nên rất dễ gặp cái tình trạng là máy đã qua sửa chữa hoặc là hàng dựng nhá. Bạn cần phải mua tại những cái địa chỉ mà uy tín một chút, ok? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của bạn TK Gaming. Đúng là tên gaming có khác, hỏi ngay để chơi game. Anh ơi, em có tầm 9,5 triệu đổ xuống, muốn mua máy chụp hình đẹp này, chip mạnh mẽ để chiến game, Genshin và PUBG, em cảm ơn. Ok, trong tầm giá này thì chắc chắn là các bạn nên chọn chiếc Realme GT Neo 3 rồi, tại vì chip mạnh cộng với cả chụp hình đẹp. Cụ thể thì trên chiếc GT Neo 3 sẽ là con chip Dimensity 8100, được tối ưu rất là ok. Với con chip này thì chiếc GT Neo 3 chiến mọi game trên thị trường, PUBG Mobile, marketing khỏi phải nghĩ, kể cả Genshin Impact cũng marketing luôn, được khoảng loanh quanh 5x FPS, rất là ok. Về cấu hình của chiếc GT Neo 3 thì bạn không phải lo đâu, trong tầm giá của nó thì sẽ là mạnh nhất rồi. Em này thì chưa tới 9 triệu rưỡi nhưng mà kể cả từ mức 9 triệu rưỡi đổ xuống, theo mình thấy Neo 3 vẫn là mạnh nhất. Những trang bị còn lại của chiếc GT Neo 3 thì quá là ok trong tầm giá. Có chăng thì dạo gần đây nhiều bạn nói là chiếc Neo 3 ấy sẽ bị tình trạng là tốc độ lấy mẫu cảm ứng nó hơi thấp, vuốt ra chỉ khoảng 125, nhưng mà mình xin đính chính lại nhá. 125Hz đó là khi các bạn dùng bình thường thôi, còn khi mà vào game ấy thì chiếc Neo 3 sẽ kích lên 360Hz. Đó, cái này thì mình đã kiểm chứng thực tế rồi. Khi mà các bạn vào game này, bật chế độ cửa sổ lên, dùng app để check, nó sẽ lên 375 nhá. Rồi, về nhu cầu chụp hình của bạn thì Realme GT Neo 3 sở hữu phần cứng rất là ok. Tuy số chấm chỉ là 50 thôi, nhưng mà kích thước cảm biến ảnh nó rất lớn các bạn nhá. 1:1.56 inch, giúp các bạn thu sáng tốt hơn này, tổng thể ảnh sẽ đẹp hơn, rồi thuật toán của Realme làm rất tốt. Các bạn chụp người bằng cam sau, chụp cảnh hay là chụp selfie bằng cam trước đều rất là ok. Da mặt sẽ được làm đẹp vừa phải, mịn màng thì rất là ưng mắt. Nói chung là trong mấy mẫu máy tầm trung đang hot hiện nay ấy, thì theo mình thấy chiếc Neo 3 là chụp hình ok nhất. Chốt lại câu hỏi của bạn thì tầm 9 triệu rưỡi đổ xuống, chụp hình đẹp, chơi PUBG và Genshin thì chốt chiếc GT Neo 3 nhé. Ok, hy vọng là câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment phía bên dưới nhé. Mình sẽ lưu lại và giải đáp dần, ok? Link mua các máy mình nhắc tới trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Giờ xin chào, bye bye.